Một ngày tại thành phố Hải Phòng của Khải Ca Khia và Trang My. Chuyện là hơn 10 ngày trước, Khải và Trang My có tham dự một sự kiện của sữa Love ở Hải Phòng. Buổi sáng hôm ấy thì bọn mình đi tổng duyệt chương trình. Trong khi ngồi trên taxi thì tụi mình tranh thủ ôn bài một tí xíu. Đây đây, đây chính là tấm poster trước cửa khách sạn này, mọi người thấy ai đây chưa? Ai tóc xanh và ai tóc trắng đó mọi người có biết không? Đen ten, bây giờ đi vào trong hội trường để xem bên trong có gì nào. Kia là vũ đoàn đang tập duyệt đấy mọi người. Hội trường thì siêu lớn luôn, mấy trăm chỗ ngồi lận cơ mà. Nhạc hay quá, không vỗ tay không được. Trời ơi, nhiều quà quá, toàn là sữa Love. Chọn Love, chọn yêu thương, nghĩa là tôi đang đi gom yêu thương của mọi người dành cho tôi đó mọi người ạ. Tranh thủ đọc lại kịch bản một chút xíu trước khi lên sân khấu tổng duyệt nè. Kịch bản lần này của chúng mình sẽ là Trang My hát hai bài, sau đó mình sẽ lên sân khấu để mình diễn cùng với Trang My một tiết mục ngắn khoảng 2 đến 3 phút, sau đó tụi mình sẽ chơi game cùng với khán giả trên sân khấu. 12 giờ trưa thì chúng mình bắt đầu make up để chuẩn bị cho chương trình chính. Làm gì thì làm, vẫn không quên cùng nhau quay một cái trend TikTok. Bọn mình 3 rưỡi mới phải lên sân khấu cơ, cho nên là bây giờ cứ tranh thủ đi chụp hình đã. Lần này bọn mình mặc một chiếc áo giống nhau, mọi người thấy có đẹp không? Giờ phút ấy cuối cùng cũng đã đến. Bọn mình diễn cùng nhau một tiểu phẩm ngắn khoảng 2 đến 3 phút. Kết thúc phần đó thì bọn mình có nhảy trên sân khấu hai bài rất quen thuộc mà bọn mình đã từng nhảy trên TikTok. Đó chính là bài Kết thúc sự độc thân của em đi và bài Cái không có lá gì cành. Sau đó bọn mình cùng nhau mời 5 người chơi nam và 5 người chơi nữ lên để cùng nhau chơi một trò chơi. Kết thúc phần chơi, đội Khải là đội giành chiến thắng, cho nên đội Trang My sẽ là đội phải thực hiện một hình phạt, đó chính là nhảy đôn chề. Sau khi kết thúc chương trình, mình cũng được rất là nhiều bạn trẻ ra xin chụp hình cùng. Mình thực sự cảm thấy cũng rất là xúc động và rất là vui khi mà mọi người dành cho bọn mình một cái tình cảm nó rất là nồng nhiệt như thế. Và mình rất là mong sẽ có những cái cơ hội tiếp theo để được quay trở lại thành phố Hải Phòng thêm lần thứ hai nữa. Và thêm nhiều lần nữa nha mọi người.